xuống đi, con xuống rồi con đứng ở bụi cùi đây chờ mẹ nhé. Nào con bỏ vai này lại. Đây con ngồi xuống, con ngồi xuống. Con ngồi xuống đi. Con ngồi xuống đây này. Bắn đi. Không bắn đâu mà.
Xong lại áo ma chụp riêng cái nắng.
lần nào hết không? Lần nào thế?
chợ đấy à? Vâng, anh đi đâu về đấy? Đi tìm lợn đi. Mua được lợn không anh? Thì thấy rồi, anh hẹn bà rồi. Sáng mai đi bắt. Vâng. Lợn to tí nào không anh? Con dậy rồi à? Đốt rồi. Làm nào bây giờ? Đốt rồi. Thôi không sao đâu anh ạ. Thế thì thôi mai làm tiếp. Chẳng hiểu sao ở đây lại cháy rồi nhỉ anh nhỉ? Cháy cũng được đốt rồi. Đấy, ngon lên, đốt rồi, sáng là chồng. Chồng em say rượu thì lại đốt rồi. Biết đến rồi nào. Qua nhỉ, bắn nhỉ. Liệu có nên báo công an không nhỉ? Chắc chắn rồi. Ông đốt hay ai đốt? Mm.